là đường Điện Biên Phủ vào một buổi tối thứ bảy, hôm nay là cuối tuần rồi, và bây giờ là 8 giờ đúng. Mình đang đi hướng lên trên cầu Sài Gòn. Tầm hiểu ra hôm nay thứ bảy mà những cái quán ở phía bên lề đường, ở phía bên tay phải của mình nó khá là ảm đạm, bởi vì mình thấy nó vắng. Những cái tiệm họ bán bún bò, rồi bán phở, rồi bán takoyaki, nói chung là rất là ít người ghé mua, đa phần là họ chạy luôn rồi, chứ họ không có ghé để họ mua và ăn. Ở đây có một cái quán đó tôi cũng khá là lâu rồi, chắc cũng 7-8 năm trước là mình cũng có dịp mình ăn ở đó một lần rồi. Bây giờ mình đang dựng tự lên trên cầu Sài Gòn. Trong lề đường để bán khách không bằng cái này là dùng giữa đường để bán khách luôn đó. Đây là cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn và mình giữa đêm. Hôm nay gió vừa lắm, gió lạnh lạnh luôn á. Đứng từ ở phía dưới đường á, mà mình nhìn lên trên hướng cái cầu Sài Gòn thì mình thấy cái cầu nó không có cao, và khi á mà mình chạy lên trên cầu và mình nhìn xuống sông á thì cầu nó rất là cao luôn, và có cái cảm giác hơi dơ dơ á. Ngày bình thường á, vào những cái buổi tối như thế này thì có những người họ dừng xe ở chỗ cầu để họ hóng gió đó. Nhưng mà chắc là bị công an phạt nên giờ họ hết dần rồi. Nhưng con đường này thì nguyên cái cây cầu chưa có thấy ai dần để đánh giá. Đó, và chuẩn bị mình sẽ rẽ về hướng phía bên quận 2 hay còn gọi là cái đường Trần Thảo đó. Đường thì màu vàng và đường xe thì màu đỏ. Khi mà cách khúc cua quẹo khoảng tầm 10-15 mét thì mình nên bật xi nhan. Bởi vì nếu mà mình bật xi nhan nó chậm quá đó thì những cái xe mà họ chạy ở phía đằng sau họ chạy lên đó, họ sẽ không có né mình kịp, nên đôi khi sẽ gây ra cái tình huống nguy hiểm đó. Đây là quận 2. Và đó là cái vòng xuống thì mình sẽ rẽ vào, rẽ trái vào điện Trần Não. Ấy là ở phía bên là mía sông đó, thì là đa phần là khách sạn rất là nhiều luôn.
ba buổi ba ấy rất là nhiều chợ để đi chơi, chẳng qua là có muốn đi hay không thôi, có lại phần có nhiều tiền để đi chơi hay không thôi. Thì buổi tối á, tức là những ngày cuối tuần thì họ hay tập trung để đi cà phê, đi uống nước hoặc là đi ăn. Xe hoa rất là nhiều đúng không? Xe hoa đậu ở trong lề rất là nhiều luôn á. Và vì cái khúc đường này nó hơi tối nên là mình phải quan sát, bởi vì đôi khi có những người mà họ băng qua bên đường á, nó chơi qua chạy đường nào cũng vậy, dù sáng hay tối thì cũng phải băng cái mắt ra để nhìn. Cái khúc này á, thì mình sẽ rẽ sang bên trái để mình chạy tiếp, bởi vì nếu mà chạy thẳng thêm á, thì không có đường để chạy. Buổi sáng thì có đèn đỏ, còn buổi tối thì lại không. Nó ngộ một cái, đáng lẽ ra là buổi tối thì phải có đèn đỏ, do là buổi tối á, thì cái tầm nhìn nó bị hạn chế nên là phải có đèn tín hiệu giao thông. Chứ bà mạnh ai nó chạy như vậy cũng có ngày xảy ra va chạm thôi. Tức là cái đoạn đường này là mặc dù ở phía đằng sau á, thì họ đã giải tỏa rồi, họ đã quy hoạch rồi, nhưng mà cái khúc dưới đây á, thì vẫn còn đồng không hưu quạnh, đa phần là đất trống không ạ. Khúc dưới kia đông, còn khúc dưới đây á, thì rất là vắng, thật sự luôn vắng hoe, chỉ có xe chạy thôi chứ mình không có thấy người, chứ không có thấy nhà ở luôn á. Thì cũng phải cẩn thận đó, có những con chó này kia á, cái những cái nhà gần đây họ nuôi nè, nó băng qua rất là ẩu luôn. Ba khi á mình không có để ý á, cái xong nó chạy xẹt ngang qua, cái xong nó làm mình té xe. Mà đường này á thì xe hoa này kia á, nó chạy qua chạy lại cũng khá là đông, cũng rất là nhiều luôn. Ở đây dưới dốc cầu này có một con dốc đó, thì tới phút này thì tới hù luôn rồi, tới hù. Ngày xưa khoảng 7-8 năm trước rồi, thì cái đường này thật sự ra luôn á, nếu mà ví dụ mà kêu chạy một mình thì chắc là không dám chạy đâu. Do là cái thời đó đó chưa có những cái chung cư, chưa có quy hoạch giống như bây giờ, và những cái đường như vậy á, ngày xưa thì có cướp giật này kia rất là nhiều. Và bây giờ khi mà nó đã quy hoạch rồi thì cũng khá là an toàn để mình chạy. Đây là chung cư Sadora 1 Lô Đê. Gió lồng lạnh luôn, gió rất là nhiều, bởi vì là do đất trống không à, ấy là nó thoáng đó, rất là thoáng luôn, hầu như là xung quanh đều có đất trống, gió rất là lớn.
về đường hầm sông Sài Gòn. Hướng về hầm Sài Gòn rất tiếc là đèn đỏ rồi, phải dừng chờ đèn đỏ một xíu nữa.
qua đường Hầm Thủ Thiêm, và đây là đường Võ Văn Kiệt, và đã tới hướng đi về bến xe An Sương luôn. Nhưng mà không, nhưng mà mình sẽ rẽ ở cái chỗ này. Được lỡ rồi thì mình sẽ đi lên trên cầu Ông Lãnh. Lại là đèn đỏ đó. Đây là đường Cô Giang Cô Bắc, và buổi tối thì nguyên con đường này toàn là quán ăn thôi. Đó, rất là nhiều quán ăn, ăn gì cũng có đó, đa phần là quán gia đình. Thì ngày xưa mình hay dẫn bạn gái mình ở đây qua đây ăn. Với lại phần mình biết ở đây á, bởi vì lúc mà mình có chút ít rồi, ấy là lúc mà mình có chút xíu á, thì mẹ mình nó khoảng chừng một tháng thì mẹ mình hay dẫn mình qua bên đây để mua cơm cánh gà chiên bơ đó, trong những cái quán đó đó. Ngày xưa thì nói chung là mình ở nhà không à, đâu có được đi chơi này kia đâu, lâu lâu này kia mới được gì, lâu lắm thì mẹ mình mới dẫn đi ăn này nọ. Nếu còn đi chơi thì không có. Bởi vậy mình rất là thích đông nhông ở ngoài đường. Và đến hiện tại thì mình vẫn làm kênh YouTube, và mình quay những cái clip ở ngoài đường như vậy nè. Ở đây là đường Cô Bắc. Và một buổi tối đây có một cái trường Đăng Khoa, và phía bên trái là trường Minh Đức. Mình chuẩn bị đi lên trên cầu, chuẩn bị đi lên trên cầu Ông Lãnh. Thì không biết là giờ này những người vô tư họ có ngồi trên đây hay không, nhưng mà thường thì khoảng 9 giờ mấy họ ngồi rất là nhiều, và
bây giờ là phải có 30-40 thôi à. Đó, mình có thể quay những người vô gia cư cho các bạn thấy à, nhìn ta biết là tôi tạo đó là ngày rất là nhiều luôn. Thấy có những người vô gia cư thật, hoặc là cũng có những người đó, không phải là vô gia cư mà họ lên đây để họ ngày và họ xin đồ ăn, họ ăn thôi. Đó rất là nhiều. Dọc ở trên tàu á, thường á thì có cái ông Tây nữa. Đó, dọc khách nguyên một cái tàu á là khoảng vài chục người vô gia cư. Nhiều người khi mà bạn không cho họ đó là họ sẽ chửi bạn đó. Đương nhiên là không phải hết đâu, chỉ một vài người thôi. Đây là gần chùa Lý Nhơn, quận 4, cư xá Vĩnh Hội. Ở đây ngày xưa gọi là Hiệp Thành Cũ. Thôi thì để mình ghé nhà thuốc mình mua hộp thuốc chữ B. Bởi vì mình hay bị đau dạ dày á, nên là mình phải mua được hộp thuốc chữ B để mình uống. Bao giờ này họ người ta mua thuốc đông hay nhỉ? Đông ghê. Lấy ra hộp thuốc chữ B. Nó cũng được. Cái đó bao nhiêu một hộp? Không được.
Phía bên kia là có giao thông rồi.